Radio Văn Chương chào các bạn. Nếu bạn ở một mình, khi nào bạn đi đâu vắng nhà vài hôm, lúc trở về, bạn sẽ thấy trên bàn viết của mình có một lớp bụi mỏng. Nếu bạn không quét và lại đi vài hôm nữa, lớp bụi sẽ dày lên. Cứ như thế, đến 100 năm sau, 1000 năm sau, hoặc lâu hơn nữa, nếu như bạn có thể trở lại nơi ấy, chắc chắn rằng bạn sẽ không thể nào nhận ra đó là nơi bạn đã từng ở và làm việc. Các bụi thời gian, chuyện ngắn của Đặng Hoàng Thám sẽ cùng trò chuyện với chúng ta ngày hôm nay nhé. Cảm ơn bạn đã đăng ký kênh. Cát bụi là vật thể nhỏ nhất mà ta có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, nhưng nó lại đang làm một công việc âm thầm, vĩ đại, là bôi xóa và tái tạo lại hình thể mặt đất này. Có hằng hà sa số cuộc sống của quá khứ đã lẫn vào cát bụi. Cát bụi chứa trong lòng nó sự bí ẩn và tàn phá của thời gian. Một buổi sáng, tôi và Hải đi em anh. Chúng tôi băng qua một khu vườn nhỏ cạnh biển rồi lên đồi cát bay. Đây là những đồi cát thường xuyên thay đổi hình dạng do tác dụng của gió biển ban ngày và gió lục địa ban đêm. Cảnh vật trên đồi vắng lặng như hoang mạc. Những cồn cát gợn sóng mịn màng thật đẹp. Khó có sự sống nào hiện diện trên đồi cát, bởi nơi đây, trên độ cao này, không có lấy một giọt nước. Chỉ toàn là những bãi cát rất khô, rất sạch. Tôi và Hải tranh luận với nhau. Cậu thấy đấy, nơi đây không thể có sự sống. Tôi nói, tôi cho là có, tại anh không thấy đó thôi. Cậu mà tìm được một cọng cỏ, tôi sẽ thua cậu bao nhiêu cũng được. Tôi có cảm giác và hồ nghi, dưới lớp cát dày kia đã từng có sự sống. Có thể là những làng mạc, chợ búa đã bị vùi lấp mấy ngàn năm trước. Chúng ta biết rất ít về quá khứ, nhưng chúng ta lại hay nói về quá khứ bằng những suy nghĩ và tư duy của mình. Tôi châm biếm nhẹ Hải. Khoa học diễn tưởng chẳng đã từng làm nên những kỳ công cho nhân loại đấy ư? Anh có đọc tiểu thuyết của Fuller không? Tôi cho rằng ông ấy là một vĩ nhân vĩ đại của thế giới. Chính ông ấy đã gợi cho con người rất nhiều ý tưởng khám phá và những phát minh làm thay đổi hành tinh của chúng ta. Có những ngọn gió thổi nhẹ qua đồi cát, gió từ từ bỗng mạnh dần lên rồi biến thành một cơn trốt mù mịt. Chỉ thấy toàn cát và cát, tôi hoảng hốt nằm xuống, riêng Hải vẫn đứng như bị thôi miên. Tôi lấy nón che mặt lại để tránh những hạt cát bay vào mắt. Chừng 5 phút, cơn trốt xoáy dịu xuống và hình như không gian đã yên ắng trở lại. Tôi mở mắt ra thì không còn thấy Hải đâu nữa. Thật lạ lùng. Chung quanh tôi là một thành phố cổ được xây toàn bằng đá, nhưng chẳng thấy bóng người hay súc vật. Tôi vô cùng ngạc nhiên và cảm thấy nghi ngờ về sự việc vừa mới xảy ra. Có lẽ mình nằm mơ chăng? Tôi tò mò, lạ lẫm, đi giữa thành phố cổ vắng tanh, im lặng đến nặng nề. Nhà cửa, công trình, đâu đâu cũng vương đầy cát bụi. Màn đêm buông xuống, thành phố càng thêm hoang tịch. Tôi lần mò đi về một lâu đài có ánh đèn sáng màu xanh trong suốt như màu đít ve chai. Tôi đứng trước cửa một lâu đài, có một tấm biển đá lờ mờ, nhưng còn đọc được âm vào bề mặt trụ cổng bên phải, Dinh Hoàng Lan Học Sĩ. Tôi xô thử nhẹ cánh cổng, vẫn yên lặng không có một bóng người. Tôi bước lên bậc thềm ngôi biệt thự, đi vào phía bên trong, cửa mở tan quát. Có một dàn đèn hình tròn như những trái cam treo đang tỏa ra ánh sáng xanh lét nhưng rất rõ. Tôi đi lại một cái bàn có mấy chồng sách và một cây bút mực lông công. Có một sấp giấy trên bàn. Tôi liếc mắt nhìn và giật mình kinh ngạc. Sấp bản thảo tập thơ có tên Nợ Đời với bút tích của tôi vẫn không thể nào lầm lẫn được. Tôi thử mở tập sách. Những bài thơ mà tôi đã sáng tác hiện ra trên từng trang giấy. Tôi từ từ nhớ lại quá khứ của mình. Phải rồi,
Cách đây khoảng hơn 4.000 năm trước công nguyên, tôi từng là một học sĩ của một vương quốc có nền văn minh rực rỡ. Nói là một vương quốc, chứ thực sự so với bây giờ chỉ là một huyện nhỏ. Dân chúng sống thanh bình và hạnh phúc. Nữ hoàng của vương quốc là một cô gái đẹp thông minh. Nàng rất yêu nhạc và thơ. Nàng có tên là Lưu Ly. Lưu Ly năm ấy khoảng chừng 19 tuổi, vua cha băng hà và không có con trai, nên quần thần và dân chúng đã tôn nàng lên ngôi để trị vì Dương quốc. Mỗi lần thiết triều, vương nữ Lưu Ly ngự trên ngai, đầu đội vòng nguyệt quế bằng vàng có đính nhiều hạt kim cương lấp lánh, mái tóc đen tuyền như suối thả ngang lưng. Hai tay nàng đeo đôi khuyên bạch kim nạm ngọc su bi vân nổi lên như những sợi chỉ màu quyết dụ. Nàng khoác chiếc áo choàng bằng nhung đỏ hở chéo nửa vai, hai cánh tay để trần, làn da nàng trắng mịn, đôi mắt nàng ánh long lanh với chiếc mũi dọc dừa thanh tú. Có rất nhiều quan văn võ, nhiều nghệ sĩ, nhân sĩ trí thức, đến những thương gia giàu có và cả lớp người bình dân mơ mộng si tình vương nữ. Nhưng nàng hình như chưa yêu ai. Thú thật, trong lòng tôi cũng thầm yêu trộm nhớ Lưu Ly. Giữa lãnh địa của vương quốc có một dòng sông, không biết bắt nguồn từ đâu chảy ra. Nước sông trong veo, mát lạnh. Đây là nguồn cung cấp nước duy nhất của đất nước này. Đây cũng là nơi ngoạn cảnh của dân chúng, với cây xanh bóng mát, không khí trong lành, cá tôm cũng lắm. Dân số của Dương quốc ngày càng đông, người ta dần dần lấn chiếm đất ven sông để làm nhà cửa, quán xá, đón khách du lịch từ các nơi đến. Nữ hoàng vốn hiền lành nên đành bó tay trước sự phát triển tự phát của xã hội. Dòng sông đẹp đẽ thơ mộng ngày xưa bây giờ bị ô nhiễm. Người ta thả xuống sông muôn ngàn thứ dơ bẩn. Nước sông đã từ từ đổi màu với rất nhiều rác rưởi trôi nổi. Dân chúng bắt đầu phát sinh nhiều chứng bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, có cơ biến thành dịch bệnh. Nước sạch không thể cung cấp đủ cho toàn dân. Các lương y rất vất vả trong việc chữa bệnh. Những người quan tâm đến môi trường, các nhà văn, các nhà thơ, các nhà thông thái kêu gào khẩn thiết giữa quảng trường lưa thưa người nghe. Lúc ấy chưa có báo chí, nhưng tất cả hình như chẳng có tác dụng gì. Và dịch bệnh đã phát sinh, người chết như rạ. Chẳng có khách du lịch nào dám tới nơi đây nữa. Dòng sông bây giờ nước đen sì, hôi thối, chảy yếu ớt, chất chứa trong lòng nó những mầm bệnh chết người. Và nữ vương đành phải gạt nước mắt, dẫn số thần dân còn lại đi tìm vùng đất mới. Thành phố chẳng mấy chốc trở nên hoang phế. Tôi có đôi lần trở lại nơi chốn cũ. Những lớp bụi theo thời gian đã phủ đầy trên những chồng sách, trên những trang thơ của tôi. Tôi có tính nhẩm thử. Một tháng 1 mm bụi, một năm trên dưới 1 cm, 10 năm có thể sẽ gần 1 tấc bụi, và 100 năm có thể lên đến 1 mét bụi dễ dàng. 1.000 năm sau, ở đây sẽ trở thành những cồn cát, một thành phố đã bị vùi lấp với những cát bụi của thời gian. Tôi chẳng biết đi đâu, bởi chung quanh tôi mênh mông toàn là cát với cát. Tôi phải sống một mình giữa thành phố chết này. Những kho thực phẩm của hoàng gia để lại, tôi có thể ăn suốt đời không hết. Nước trong các hồ dự trữ cũng khiến tôi không phải lo. Nhưng nỗi cô đơn thật là ghê gớm, khủng khiếp. Tôi ngủ một mình, tôi ăn một mình, không có ai để tôi nói chuyện. Chẳng có lấy một tiếng chó sủa hay chim hót. Tôi thèm được nghe tiếng người, dù cho là tiếng cãi vã, chửi bới. Chỉ là sự tĩnh lặng đơn điệu ngày ngày trôi qua, buồn buồn. Tôi sáng tác thơ để chỉ đọc cho mình tôi nghe. Tôi nổi giận gào thét, đập phá, rồi cũng mệt. Cuối cùng tôi khóc, nhưng cũng chẳng ai cảm thông, an ủi. 15 năm trôi qua thật nặng nề, chậm chạp. Râu tóc tôi dài ra như người tiền sử. Có lần tôi lấy dao cắt bớt, rồi soi gương. Tôi thấy khuôn mặt mình thật là quái dị. Tôi đập vỡ tấm gương,
và từ đó cũng không thèm cắt râu cắt tóc nữa. Quần áo ở đây không thiếu, nhưng toàn là những bộ đồ dài lược phược, mặc vào trông rất buồn cười. Đêm đêm, tôi ngủ trên cái giường bằng vàng của nữ hoàng Lưu Ly để lại. Giá mà giữa nơi quan tịch này có nữ vương nhỉ, tôi sẽ ôm nàng vào lòng cho bớt nỗi cô đơn. Lúc ra đi, nàng vẫn chưa có chồng, đã hơn 6.000 năm trôi qua, chẳng biết bây giờ nàng ra sao. Cây giường và chăn gối có mùi thơm đàn bà quen quen phảng phất, sao giống mùi mồ hôi của vợ tôi. Tôi bỗng nhớ cô ấy da diết. Rồi tôi chạnh buồn, tôi đã xa vợ tôi 15 năm rồi. Tôi kiểm tra thời gian bằng cách mỗi ngày gạch ô như người ta kiểm phiếu bầu cử. 15 năm đã trôi qua, chắc gì vợ tôi còn chờ tôi trở lại. Cô ấy còn trẻ quá, chúng tôi chưa có con với nhau. Cô ấy không thể chờ đợi một người đã mất tích hơn 15 năm được. Tôi miên man với những dòng suy nghĩ và buồn bã cho số phận của mình. Một buổi sáng trời trong xanh rất đẹp trên thành phố cổ, bỗng gió từ đâu nổi lên, ban đầu liêu riêu, từ từ mạnh dần lên rồi dữ dội như một cơn bão. Cát bay mù mịt không rõ mặt người. Tôi nằm úp mặt sát đất để trốn cơn bão lốc kỳ lạ này. Lúc mở mắt ra, tôi mừng rỡ muốn la hét. Tôi đang ở trên đồi cát bay. Có khá nhiều người đang băng qua đồi cát, hình như họ đi du khảo. Một cô gái rất đẹp đi ngang nhìn tôi mỉm cười. Bộ mệt hở, sao ngồi một mình ở đây? Cô gái này trông rất quen. Khi cô đi qua được một quãng, tôi sực nhớ và kêu tên cô ta. Lưu Ly, nữ hoàng Lưu Ly, tôi là... Cô gái quay lại, cười rất duyên. Em tên là Thu Hương, chứ không phải là Lưu Ly gì đó của anh đâu. Tôi trở về nhà, vợ tôi ôm tôi mừng rỡ. Anh Hoàng, trời ơi, anh đi đâu mà mười mấy bữa nay không về? Em tìm muốn chết. Em đã đăng báo nhắn tin và nhờ công an hỏi truy tìm hộ. Thế anh Hải không có nói gì với em à? Có, ảnh nói anh đi chơi với ảnh, rồi nửa chừng bỏ đi đâu mất. Anh đi đâu vậy? Nữa anh sẽ kể cho em nghe. Cái vụ tôi mất tích, báo hại anh Hải bị cơ quan chức năng mời. Tôi về, anh mừng ra mặt. Cậu biến đi đâu mất mười mấy bữa nay, làm xôn xao làng nước. Lúc trời nổi gió, tôi tưởng cậu chạy xuống đồi tránh cát, rồi đi chơi đâu đó. Chỉ có 15 hôm thôi sao? Tôi nhớ là đến... Tôi bỗng hồi tưởng chuyện đời xưa bà nội tôi kể. Ở trên trời một ngày bằng một năm dưới đất. Còn ở thành phố cổ, có lẽ một năm chỉ bằng một ngày ở thế gian chăng? Lưu Ly, Lưu Ly, Lưu Ly ngồi trước mặt tôi. Nhưng thay vì vui vẻ, mặt nàng lại đanh đanh, đằng đằng sát khí. Nàng véo tôi một cái đau điếng. Anh giỏi thật, ngủ mới gọi tên con bé nào đó, giờ thức cũng còn gọi. Lưu Ly là cái con nhỏ nào, khai mau. Ôi, thật khó lòng giải thích cho vợ tôi hiểu được. Đây chỉ là một giấc mơ. Thật khó để chúng ta có thể giải thích được những nhiệm màu của thế gian. Thật khó để chúng ta có thể hiểu những bí ẩn biến hóa của vũ trụ. Con người luôn là một sinh vật bé nhỏ, đáng thương và cũng đáng giận. Con người cần một môi trường sống trong lành, nhưng cũng chính con người đã bóp chết môi trường sống của mình. Và thời gian sẽ làm đổi thay và cuốn trôi đi tất cả. Nhưng may mắn thay, vẫn có một thứ dù ngàn ngàn năm vẫn là một bức tường vĩnh cửu. Đó chính là tình yêu, thứ cảm xúc cao đẹp được Thượng Đế ban tặng cho loài người, vẫn ở đó trong trái tim của mỗi chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại ở Radio sau. Thân ái.